Xin chào mọi người, em là Thức Bất Động Sản Miền Tây, chuyên bán bất động sản Tiền Giang đây. Thì chúc mọi người có một ngày mới tốt lành và tràn đầy năng lượng nha. Hiện tại em đang ở là phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Giới thiệu cho quý cô chú anh chị một ngôi nhà rất là đẹp nha. Cái đặc điểm, ưu điểm của nó là đường trước nhà 4m ha. Rồi vị trí rất là đẹp ha. Gần cái là siêu thị cấp mắt là khoảng 500m thôi ha. Thì trước khi vào ngôi nhà thì em sẽ đi ra đằng trước ha, giới thiệu cho quý cô chú anh chị ha, vị trí thực tế của nó ha. Thì đường trước nhà chúng ta ha là 4m ha. Ở đây chúng ta đi ra cái đường Hồ Văn Nhánh là khoảng là 100m ha, là tới thì đường Hồ Văn Nhánh chúng ta quẹo khoảng là 300m thôi, đi là đụng là quốc lộ 60 ha. Chúng ta phải đi Bến Tre nè, chúng ta quay ngược đi về thành phố cũng được ha. Thì Hồ Văn Nhánh chúng ta là cái đường là cặp hông là cái siêu thị cấp mắt, thì chúng ta đây ra siêu thị cấp mắt là cái khoảng là 500m thôi là tới ha. Rồi chúng ta đi vào là trung tâm thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang là 5 phút lái xe là tới nha. Thì nhà chúng ta với thiết kế là một trệt một lầu ha. Thì ở ngôi nhà chúng ta là cái nó cao hơn cái mặt đường là khoảng là 5 tấc nha. Thì dưới đây là cũng có là cái gờ chúng ta là đi xe là dẫn xe lên nè. Đây cái thì bên hông cái ngôi nhà ha, chúng ta là có thiết kế ha, bên đây là trồng hoa nè. Rất là đẹp cho ngôi nhà, cùng cái cửa sổ nè, tạo cái không khí thoáng mát ha, sạch sẽ ngôi nhà. Thì tiếp theo thì nhà chúng ta có hai lớp cửa nha. Thì ở đây ở trên đó có một lớp cửa cuốn nha, cửa cuốn tự động ha. Thì tiếp theo đây là có cửa nhôm sinh pha và kính cường lực ha, rất là chắc chắn ha. Thì ở tầng trệt này gồm ha một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh. Rồi thì ở đây vị trí này dưới chân cầu thang chủ là có tận dụng tối đa cái không gian dưới chân cầu thang. Thì ở đây là chúng ta nè để tivi nè, cùng ha nè quý cô chú anh chị ha, có thể là để bình bông nè, chai rượu nè, một số vật liệu trang trí ngôi nhà rất là đẹp, hợp lý cho mình. Đây là cái ngăn nè, thì được thiết kế bằng nhựa công nghiệp ha, chống mối mọt nè, chống ẩm ướt nè, rất là tuyệt vời. Thì đối diện cái tivi này đó, chỗ để tivi thì chúng ta có để là một cái ghế sofa, một bộ salon ha, cùng cái bàn nè, chúng ta có thể là tiếp khách nè, ăn uống nè, có thể nhậu nhẹt cũng được ha. Ngồi xem tivi nè, rất là tuyệt vời ha. Cùng bên trên bên trên là trần thạch cao đèn thiết kế rất là đẹp cho mình. Thì tiếp theo cái phòng khách chúng ta là gồm có là một cái quầy bar nè. Thì quầy bar này chúng ta có thể tiếp khách chúng ta ở đây cũng được nha. Chúng ta có để mua 4 cái ghế cao ha, chúng ta đây ha, và ăn uống ở đây cũng được ha. Tiếp khách đây rồi nhậu nhẹt đây cũng được ha, chúng ta để 4 cái ghế đây. Rồi thì dưới đây thì cũng thiết kế rất nhiều hộp tủ nha, rồi nhựa công nghiệp ha, rất là chắc chắn ha, chống mối mọt nè, chống ẩm ướt nè. Rồi thì tủ trên đây thì trên dưới cũng rất là nhiều, ở dưới chúng ta có để nồi ơi xông chảo nè. Đây ở vị trí này chúng ta chủ có thiết kế là một cái ổ điện nè, chúng ta có để là một cái nồi cơm điện nè, bên dưới là đá hoa cương nè. Ra là vị trí này chủ nhà có để một cái phần chúng ta có để là để bếp điện ha, hoặc là bếp ga đều được nha. Ở dưới là cũng có là một cái ổ điện, chúng ta là để bếp ga vô là sử dụng ha. Đây cũng là ổ điện rất là nhiều, ví dụ bếp nướng nè, nồi visa rồi ha, nồi chiên không dầu ha, rất là nhiều cái tiện nghi trên mình cho mình. Thì ở trên đây thì có là tủ đây, chúng ta để là ly chén nè, gia vị nè, ở trên tủ cũng vậy nha. Kế bên đây là có là một cái là bồn ha, đường rửa rau nè, rửa chén nè, rất là tuyệt vời luôn. Thì bên đây thì chúng ta đây, ở đây chúng ta để một cái tủ lạnh nha, một tủ lạnh đây gia chủ có để cái ổ điện sẵn nè. Kế bên đây đây có này thiết kế trên cũng là để đây là để cái máy giặt nè ha, nước vào nè, cùng ống thoát xả cho mình nè. Thì dưới tầng lầu này có một cái nhà vệ sinh ha, cũng thiết kế rất là đẹp. Cửa là nhôm sinh pha, kính cường lực ha, kính này chống nhìn trộm ha. Bên trong gồm những cái vật liệu cơ bản nha, như là bồn cầu lavabo nè, vòi sen nè, tắm nè, rất là đẹp luôn. Thì tường thì lót gạch lên tới trần nhà ha, rất là đẹp ha. Trên cũng là trần thạch cao, thì dưới này cũng là gạch nè, rất là đẹp cho mình. Thì ngôi nhà chúng ta với diện tích là ngang 4x4 dài 10, một trệt một lầu, hướng là hướng đông nam, được chủ bán với cái giá là 1 tỷ 950 triệu đồng, thương lượng trực tiếp chủ nhà.
thổ cư, chủ quyền nhà đầy đủ. À, rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ lên là cái lầu 1 nha. Thì đây là cầu thang nha, ở dưới ha, lót đá hoa cương đen nè, rất là đẹp ha, cùng bảo vệ cái cầu thang, đó là kính cường lực đây, và trên là thành cổ nha, bảo vệ nè, rất là chắc chắn nha. Cùng ở bên dưới đây có một số đèn nè, à, ngôi nhà chúng ta rất là đẹp và sáng đó. Thì trên lầu đây chúng ta gồm là hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một ban công ha. Đây thì đây là phòng ngủ đầu tiên nha. Thì cửa được thiết kế ha, cửa Hàn Quốc cao cấp. À, bên trong cũng trên là trần thạch cao ha. Bên đây có một cái cửa sổ ha, bằng kính nè, tạo cái ánh sáng nè, tốt cho mình ha. Thì cái phòng này nó cũng khoảng là 20 mét vuông nha quý cô chú anh chị. Thì chúng ta chỉ cần là gắn máy lạnh là ở ngay. Rồi cùng một số vật liệu như chúng ta là gắn tủ nè, giường nè, rồi vào là sử dụng. Thì tiếp theo trên đây là có nhà vệ sinh thứ hai. Rồi, nhà vệ sinh thứ hai ha, gồm là một lavabo, một bồn cầu, cùng cái một cái phòng tắm riêng biệt nè. Phòng tắm riêng biệt này cái ưu điểm ha, kính cường lực ha. Thì đặc điểm của cái hồ sen này ha, là nếu như mình phụ nữ không tắm, muốn tắm mà không muốn là ướt tóc á, ta có thể nước ở đây phun ra nè, rất là tuyệt vời luôn, tắm cho những phụ nữ nha, tuyệt vời cho những phụ nữ. Thì cuối cùng đây là cái phòng mà ngủ ha. Phòng ngủ này thì thiết kế là rất là đầy đủ nha. Bên ngoài là cửa Hàn Quốc cao cấp, cùng là thiết kế sẵn đây. Thiết kế sẵn đang đây, giường ha, tủ có sẵn nè, nhựa công nghiệp ha. Còn đây là chúng ta đựng những cái vật liệu ha, quần áo nè, vật liệu ha, rất là nhiều tủ, rất là đẹp cho mình đó. Bên trong đối diện cái giường chúng ta là có một cái bàn trang điểm ha, rất là tuyệt vời cho vợ nha, vợ trang điểm đây, cùng với tủ nè, thiết kế nè đầy đủ. Thì tiếp theo đây là cái phần cuối cùng của nhà, đây là phần ban công ha, chúng ta có thể là chiều ra uống nước trà cho được, trồng cây ở đây cũng được ha. Thì xung quanh này những ngôi nhà đang mọc lên rất là nhiều. Thì ở vị trí này thì là tại là trung tâm phường 5 của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Rồi thì em xin tóm gọn là nhà chúng ta là tại là phường 5 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thiết kế một trệt một lầu với chiều ngang là 4,4 dài 10, hướng đông nam. Với thiết kế là một phòng khách, một phòng bếp, hai nhà vệ sinh, hai phòng ngủ cùng ban công. Nội thất là cơ bản ha, rất là tuyệt vời cho một gia đình từ 4 người ở. Rồi, với chủ bán đi với cái giá là 1.950.000.000 đồng, thương lượng trực tiếp chủ nhà, có hỗ trợ cho quý cô chú anh chị luôn. Rồi thì quý cô chú anh chị có quan tâm đến cái nhà này, cứ vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình. Chính em Thức Bất Động Sản miền Tây sẽ cùng quý cô chú anh chị đi xem nhà và thương lượng giá cả nếu như quý cô chú anh chị muốn sở cái ngôi nhà này nha. Rồi thì cuối cùng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video của em, và hẹn gặp lại những video tiếp theo của Thức Bất Động Sản miền Tây nhé. Xin kính chào.